Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái mẹo rất là hay, đó là dùng một cái đinh thế này các bạn và đóng cho nó xuyên qua cái chai thủy tinh mà nó không có vỡ chai nha các bạn. Thì mẹo này sẽ áp dụng khi mà các bạn muốn đục lỗ một cái chai thủy tinh để làm một việc gì đó, hoặc là đục lỗ cái ly hoặc gì, bất cứ ứng dụng nào nha. Và cái phương pháp là như thế này. Ví dụ bây giờ đấy, lụng thế này. Đây là không phải khoan nha, dùng đinh đóng vào luôn các bạn. Thì cái việc đục lỗ này á, thì các bạn có thể áp dụng vào cái việc nào đó, tùy các bạn nha, ứng dụng nha. Nó có áp dụng khi mà các bạn không có máy khoan trong gia đình mà các bạn cần đục cái lỗ lên chai thủy tinh, nó cũng rất là hợp lý nha các bạn. Nếu mà không biết cách á, các bạn gõ hoặc là các bạn đóng vô trực tiếp một phát thì chai thủy tinh sẽ vỡ ngay lập tức ha. Còn cái mẹo nó đơn giản lắm các bạn. Thì khi mình đóng vào ly thủy tinh này, cái chai thủy tinh nó chịu lực rất là lớn, thành ra nó phân tán cái lực ra làm cho cái chai thủy tinh nó vỡ ngay lập tức. Cho nên nếu muốn cho cái chai thủy tinh nó không có vỡ thì mình phải triệt tiêu được cái lực đó đi nhé các bạn. Thì có một nguyên lý rất hay, nguyên lý của quả lắc các bạn. Khi mà một vật đứng này mà gõ vào đây thì cái này nó sẽ chịu tác động lực, cho nên mình phải để một vật kế tiếp nữa. Thì ví dụ đây các bạn sẽ dễ hình dung nha. Khi mình đóng vào chai thủy tinh á, chai thủy tinh sẽ chịu lực, cho nên mình sẽ đặt cái đinh này các bạn, đặt đinh vào cái vị trí mình cần muốn đóng. Ví dụ mình đặt ngay đây ha, thì toàn bộ cái lực nó sẽ tác động lên, chuyển qua cái đinh hết ha, và nó triệt tiêu lực làm cho cái chai thủy tinh nó sẽ không bị vỡ nha các bạn. Rồi, dựa theo nguyên lý đó thì mình đã thử một cái thì đã thành công, cho nên mình sẽ chia sẻ với bạn và các bạn xem lại cái chai này nhá. Đây, cái chai là mình đã đục lỗ rồi nha. Phần này nó mỏng, phần này nó dày đó. Thì bây giờ mình sẽ đục lên chỗ dày để các bạn xem nha. Các bạn sẽ xem cái chai thủy tinh ha, vẫn còn nguyên vẹn nha, không bị gì, và sẽ đục ngay đây nha. Ok, thì các bạn sẽ lấy một cái đinh, cái đầu đinh này các bạn, các bạn sẽ đặt lên đúng cái vị trí mà các bạn cần cần đóng ha, cần đục. Rồi các bạn sẽ lấy tiếp cái phần cạnh của cái đinh này, mình sẽ gõ lên nha, thì nó sẽ nứt ra xung quanh nha. Rồi đó, nó vỡ ra rồi ha. Đấy, nó nứt trong rồi các bạn, lục này thấy chưa, lục này đấy. Lúc này các bạn sẽ điều chỉnh cái lỗ các bạn cần đục nha. Đấy, lỗ rất là to ha. Đấy, như các bạn thấy thì mình đã đục được xuyên qua chai thủy tinh chỉ bằng một cái đinh ha, rất đơn giản, tưởng chừng như không thể nhưng mà vẫn có thể làm được nha các bạn, rất là hay nha.